và mọi người sẽ phải chạy theo nó thôi, tại vì đâu có sản phẩm nào và đâu có cái hãng nào mà nó làm nên được cái điều này. Mọi người có thể sử dụng hai chai này thôi, không cần sử dụng thêm bất kỳ một cái sản phẩm nào trong routine skincare. Có nghĩa là chúng ta không phải cồng cờn từ B5, từ HA, từ Niacinamide, yếu tố tăng trưởng biểu bì hay là sửa chữa DNA, bỏ qua hết. Đến hẹn lại lên thì lại đến ngày chúng ta sẽ đập hộp những món skincare mới. Và những món mà mình chọn để đập hộp á, thì sẽ tùy theo những cái yêu cầu của các bạn. Có nghĩa là nếu mà các bạn yêu cầu mình quá nhiều về một cái món đó, hỏi mình nhiều quá, quan tâm nhiều quá, thì mình sẽ mua về để trải nghiệm và chia sẻ với mọi người. Ngoài ra thì mình sẽ đi tham gia một số những cái event, những cái workshop của những cái brand nổi tiếng hiện tại đang launching vào Việt Nam và có những cái công nghệ gì hay ho mà mình khám phá được thì mình cũng sẽ đem về trải nghiệm và chia sẻ với mọi người. Và chắc chắn rằng tập hôm nay sẽ toàn là những cái sản phẩm hot hit mà các bạn đang rất là quan tâm. Nhớ xem đến hết video để xem thử là những món nào mà mình đang tâm tia nha. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là một sản phẩm kem mắt đến từ nhà Neova. Con này thì nó cũng không phải là quá mới mà nó cũng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam khá là lâu rồi. Tuy nhiên á, thì nó lại không có đình đám, không có nổi trội và kiểu như không có được nhiều người quan tâm. Nhưng mà dạo gần đây thì mình mới phát hiện ra trời ơi, con này á, nó là một sản phẩm cực kỳ ngon nghẽ mà không hiểu tại sao trong thời gian vừa qua chúng ta lại bỏ qua nó và chúng ta không hề chia sẻ nó và kiểu như là chọn mua nó. Thì đầu tiên thì mình phải nhắc đến đây là một cái sản phẩm kem mắt mà nó có một cái bảng thành phần cực kỳ đặc biệt. Thì đối với nhà Neova, mọi người cũng biết cái thành phần quá quen thuộc và làm nên tên tuổi của Neova đó chính là đồng peptide. Và chắc chắn rằng trong con này nó sẽ có đồng peptide nha mọi người. Ngoài ra thì trong con này sẽ có thêm những cái enzyme sửa chữa DNA của tế bào. Đối với đồng peptide đi với enzyme sửa chữa DNA của tế bào thì nó sẽ làm cho da, vùng da mắt đó của chúng ta nó sẽ trẻ hóa hơn, giảm đi những cái nếp nhăn li ti, cũng như là làm cái đàn hồi lại cái mô da ở vùng da mắt và sửa chữa được những cái tổn thương của da mắt. Mọi người cũng biết rằng đối với lại cái vùng da mắt là một cái vùng da rất là mỏng manh và khi mà nó bị lão hóa thì nó sẽ lão hóa nhanh hơn những vùng da khác. Và khi mà nó lão hóa thì nó sẽ thể hiện nếp nhăn nhiều hơn và nó sẽ làm cho mặt chúng ta già đi nếu như mà vùng mắt của chúng ta có quá nhiều nếp nhăn. Vậy thì đối với đồng peptide và DNA sửa chữa tế bào thì nó sẽ làm trẻ hóa sâu nhất cho vùng mắt, cũng như là làm tái cơ cấu lại toàn bộ cái vùng da mắt cho chúng ta. Và một cái thành phần nó cực kỳ là đặc biệt đối với cái sản phẩm này đó chính là một cái peptide mà nó có họ hàng xa đối với cái Botox của mọi người. Mọi người cũng biết rằng á, Botox thì nó có khả năng giảm nhăn cho một cái vùng da nào đó của chúng ta. Nếu như mà chúng ta muốn giảm nhăn vùng mắt hay là chúng ta muốn giảm nhăn vùng trán hay là châu mày thì chúng ta sẽ tiêm Botox vào trong cái vùng da đó đúng không nè. Vậy thì cái loại peptide mà chứa trong cái con kem mắt này thì nó lại có họ hàng xa với Botox và nó có khả năng giảm đi những cái nếp nhăn li ti trên vùng da mắt và giảm đi cái chuyển động cơ của chúng ta, thì từ đó chúng ta sẽ giảm đi được những cái nếp nhăn li ti thể hiện trên cái vùng mắt. Ngoài ra thì trong con này nó còn có một cái loại men, thì cái loại men này mình sẽ để tên ở đây cho mọi người nha. Và loại men này á, thì nó sẽ được chiết xuất từ men bia để nó làm cân bằng lại cái hệ vi sinh trên làn da. Khi mà cái hệ vi sinh trên làn da của chúng ta nó được cân bằng á, thì cái vùng da mắt này của chúng ta nó sẽ được trẻ hóa hơn, củng cố sâu lại cái hàng rào bảo vệ cho vùng da mắt và từ đó da mắt của chúng ta sẽ trẻ hóa hơn. Và cuối cùng một cái thành phần mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là hyaluronic acid để cấp ẩm sâu cho vùng da mắt, cấp nước cho vùng da mắt, từ đó cái vùng da mắt của chúng ta sẽ cảm thấy nó bớt khô đi và nó giảm đi những cái nếp nhăn li ti trên bề mặt nha. Thì mọi người có thấy đây là một cái sản phẩm mà nó có một cái bảng thành phần quá đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn mọi người. Và mình nghĩ rằng ở trên thị trường mình cũng không tìm thấy một con kem mắt nào mà nó có một cái bảng thành phần như con này. Nhưng mà nó đi với một cái mức giá rất là mềm á mọi người, chưa đến 2 triệu cho một sản phẩm size 15ml. Trong khi những cái con kem mắt của nhà ZO Skin thì cái bảng thành phần nó cũng phải quá nổi trội hơn, nhưng lúc nào nó cũng lại có mức giá gấp đôi cái sản phẩm của nhà Neova. Ngoài ra thì cái thiết kế của con này rồi nó siêu đã luôn đó mọi người. Nó là một cái thiết kế ở trên này nó có cái đầu kim loại. Và cái đầu kim loại này thì không hiểu tại sao mà lúc nào nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác lạnh á. Nên khi mà mình dùng cái con này mình bóp cái chất kem ra và mình massage ở trên mắt á, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là relax luôn á mọi người. Và cảm giác như nó ủi cái vùng da mắt của mình ra luôn, làm cho cái vùng da mắt mình nó giảm đi cái nếp nhăn li ti luôn.
Và từ khi mà trải nghiệm con này đến bây giờ mình thấy rất là nghiện ngập con này luôn á. Mặc dù rằng các hiệu quả trên da mình kiểu như là giảm đi nếp nhăn li ti hay như thế nào thì mình chưa cảm thấy rõ lắm, nhưng mà nó làm mềm da mắt và làm cho mình một cảm giác rất là thoải mái khi sử dụng, thì mình rất là tâm đắc đối với một cái sản phẩm như thế này. Và trời ơi, một bản thành phần như thế này và một cái công năng như thế này mà một mức giá như thế này đến từ hãng Neova, mà đến bây giờ chúng ta mới tìm ra em nó, mới phát hiện ra em nó, thì mình cảm thấy nó cũng khá là muộn đó mọi người. Ta-da! Mọi người có biết đây là từ hãng nào không? AntMD, một cái hãng mà nó quá là mưa làm gió trong thời gian gần đây, và có rất rất nhiều bạn yêu cầu mình là chị ơi hãy trải nghiệm những sản phẩm của nhà Ante đi. Và một trong những cái yếu tố làm nên tên tuổi của nhà này đó chính là cái lời đồn rằng trong những sản phẩm này có chứa những yếu tố tăng trưởng được lấy trực tiếp từ tế bào gốc tủy xương người, nên trời ơi nó lại càng hot hot hơn tại thị trường Việt Nam. Và mọi người sẽ phải chạy theo nó thôi, tại vì đâu có sản phẩm nào và đâu có cái hãng nào mà nó làm nên được cái điều này. Từ trước đến giờ chúng ta sẽ luôn thấy rằng là những cái yếu tố tăng trưởng thì sẽ từ thực vật và hoặc là từ những cái chiết xuất nào đó, chứ không thể nào mà từ gốc người luôn. Thì mọi người sẽ thấy rằng là đây là một cái sản phẩm nó hiếm đến như thế nào. Và trên tay mình thì sẽ có một cặp phục hồi gồm số 1, số 2 và một chai serum dưỡng trắng da cũng đến từ nhà Ante. Thì đầu tiên đối với cặp phục hồi này nó sẽ rất là đơn giản, gồm 2 bước, 1 và 2. Và nhà sản xuất người ta khuyến cáo rằng mọi người có thể sử dụng 2 chai này thôi, không cần sử dụng thêm bất kỳ một cái sản phẩm nào trong routine skincare. Có nghĩa là chúng ta không phải cồng kềnh từ B5, từ HA, từ Niacinamide, yếu tố tăng trưởng biểu bì hay là sửa chữa DNA, bỏ qua hết. Một cặp này là xong. Và trong cái cặp này thì mình đọc được một số những cái thông tin á, rằng là nó có một số những cái yếu tố tăng trưởng lấy từ tế bào gốc người cộng thêm một số những cái yếu tố tăng trưởng mô phỏng sinh học bên ngoài. Ngoài ra thì trong cái cặp này nó sẽ có thêm một số những thành phần như là niacinamide, B5 và một số những cái gốc peptide để có khả năng phục hồi sâu cho làn da, tăng trưởng lại cái tế bào mô da, cũng làm như là dày lên cái mô da. Và ngoài ra thì trong cái cặp này nó còn có thêm một cái peptide nữa, nó là một cái loại vi khuẩn để nó làm cân bằng lại hệ vi sinh cho làn da. Từ khi mà cái hệ vi sinh cho làn da nó được cân bằng thì da chúng ta nó sẽ khỏe sâu hơn. Đây cũng là một cái xu hướng mà đón đầu hiện nay, có nghĩa là quan tâm đến hệ vi sinh cho làn da. Còn chi tiết hơn về một cái bảng thành phần của cặp đôi này thì thật sự là mình cũng đang tìm kiếm với mọi người. Có nghĩa là tìm được cái thông tin về thành phần con này nó đã khó rồi, mà nồng độ của từng cái hoạt chất trong này thì càng khó hơn nữa. Thì mình chỉ tìm được một vài thông tin ban đầu là như vậy. Và thật sự mình cũng lăng tăng trước khi mà mình chia sẻ với mọi người, bởi vì mình không có quá nhiều thông tin để chia sẻ với mọi người. Nhưng mà vì mọi người quá yêu cầu nên mình đã rút về trải nghiệm và chia sẻ với mọi người. Và sau khi mà một vài ngày sử dụng á, thì mình mới rút ra được một vài thông tin là như thế này. Đối với những cái yếu tố tăng trưởng sẽ giúp cho da chúng ta khỏe sâu hơn, dày mô da hơn, thì cái sản phẩm này mình cảm giác nó hơi tương tự với Grow Factor của nhà ZO. Thì đối với Grow Factor thì nó dùng yếu tố tăng trưởng từ thực vật, còn con này thì nó dùng thêm những cái yếu tố tăng trưởng từ tế bào tủy xương người cộng thêm một số những cái hoạt chất khác. Nó nói chung là làm khỏe da chúng ta sâu hơn và chuyên sâu để phục hồi cái hàng rào bảo vệ da. Thì cái cặp đôi này nó sẽ phù hợp với những bạn nào từ da thường đến da khô, những cái da nào mà quan tâm tới lão hóa chuyên sâu và kiểu như da sâu khi mà nhiễm kem trộn tái tạo rồi thuốc mà chúng ta cần phục hồi sâu á, hoặc là các bạn đã trải qua một cái đợt xâm lấn da như là lăn kim, peel, laser nhưng không có mụn nha mọi người. Không có mụn thì chúng ta có thể chọn cặp đôi này để phục hồi sâu. Chứ còn nếu như mà các bạn có mụn, các bạn đi cặp đôi này thì mình chắc chắn luôn là 99% các bạn sẽ bị nổi mụn, bởi vì những cái yếu tố tăng trưởng hoặc những cái peptide hoặc những cái gì mà liên quan đến tăng trưởng tế bào mô da thì nó sẽ không phù hợp với da mụn. Và mọi người cũng biết rồi, da mụn thì chúng ta cũng không phải là một cái nền da nó quá cần nhiều chất, mà đôi khi mà các bạn đắp những cái sản phẩm mà nó quá nhiều chất vào thì nó dư chất, nó lại nổi mụn nhiều hơn. Và đối với những cái da nào mà các bạn không phải là quá mỏng yếu nhạy cảm
Nếu như các bạn đã quá quan tâm tới vấn đề lão hóa và các bạn không muốn đi quá nhiều những cái sản phẩm cồng kềnh kiểu như là 7-7-4-9 bước, các bạn chỉ muốn là 2 bước gọn lẹ trong một cái routine skincare thì các bạn hoàn toàn có thể chọn anti. Tuy nhiên nha, mình thấy đây là một cái cặp đôi không rẻ nha mọi người. Đối với hai sản phẩm này thì mình đã bỏ ra số tiền khoảng tầm 7 triệu để mua cái cặp đôi này. Thì mọi người nghĩ đi, với size 30ml thì mọi người xài khoảng tầm hơn một tháng là nó sẽ hết nếu mà xài điên đảo cả sáng và tối. Nên thật sự nếu mà bạn nào quan tâm tới cặp đôi này thì cân nhắc tài chính trước khi mà chọn lựa nha. Về kết cấu hai em này á, thì nó làm những cái kết cấu như là dạng serum vậy đó mọi người, và bôi lên trên da nó rất là mỏng nhẹ, rất là thoáng da. Tuy nhiên như mình đã nói, không phải là một cái kết cấu mỏng nhẹ thì đi với bất kỳ da nào nó cũng phù hợp nha mọi người. Với những da nào mà nó không cần chất, nó bị quá dư chất thì chắc chắn là các bạn chọn cặp đôi này nó sẽ có nguy cơ xảy ra mụn đó nè. Và khi mà chúng ta đã quyết định chọn cặp đôi này thì chúng ta tối giản bớt những bước khác để da chúng ta nó không bị thừa chất và nó lại dẫn đến vấn đề mụn đó. Và một cái sản phẩm nữa trong nhà anh Tê đó chính là cái sản phẩm brightener tên là Daily Gel Cream. Đối với sản phẩm này thì mình cũng đọc được rằng trong em này nó cũng có yếu tố tăng trưởng từ tế bào gốc người. Tuy nhiên đây là một cái thông tin mà mình không có gọi là có căn cứ lắm, bởi vì mình cũng tìm hiểu rất là nhiều nguồn, nhưng mà những cái nguồn này thì có những cái thông tin rất là khác nhau. Nên mình cũng nói trước với mọi người á, là đây là một cái video đọc hộp nên mình cũng nói về một vài thông tin mà mình tìm hiểu được cũng như là cái trải nghiệm đầu tiên về sản phẩm thôi. Thì có một vài thông tin nói rằng trong em này cũng có yếu tố tăng trưởng được chiết xuất từ người. Ngoài ra thì trong con này nó sử dụng cái combo là tranexamic acid đi với niacinamide để làm sáng da, trắng da và làm mờ thâm sâu mụn cho mọi người. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái sản phẩm mà nó khá giống với những cái hãng như ZO hay là Skin Better. Thì người ta không hề công bố nồng độ tranexamic acid hay niacinamide trong con này là bao nhiêu nha mọi người. Người ta chỉ nói là có sử dụng thôi. Và nếu như con này nó thật sự có yếu tố từ tế bào gốc người thì với cái mức giá khoảng đồng 3 triệu cho size 30ml thì mình thấy nó hoàn toàn là xứng đáng. Còn nếu như thật sự là nó không có chứa yếu tố từ tế bào gốc người mà nó chỉ là một cái chai serum sử dụng tranexamic acid hoặc là niacinamide để làm sáng da mà với số tiền 3 triệu cho size 30ml thì mình đánh giá rằng nó hơi gọi là mắc đó mọi người. Bởi vì mọi người cũng thấy ZO Skin hay là Skin Better đầu giá của nó khoảng hơn con này một tí xíu, nhưng mà đã size 50ml thì nó sẽ lợi cho người dùng hơn. Và mình sẽ dành thêm thời gian để trải nghiệm con này để xem cái kết quả trắng da sáng da của con này trên da mình như thế nào nha. Tuy nhiên đây là một cái kết cấu nó rất mỏng nhẹ, rất thoáng da luôn á mọi người. Và cái finish con này y chang như con Skin Better chứ nó không có bị quá dày, quá bí như là con Brightline. Nên thật sự là đối với bạn nào mà da hỗn hợp dầu á, mà thích một cái sản phẩm có cái finish mỏng nhẹ thoáng da trong cái routine á, chọn con này thì hoàn toàn nó hợp lý luôn nè. Thì như mọi người cũng biết rồi là tế bào gốc từ người thì nó sẽ tốt hơn những cái tế bào gốc từ thực vật. Có nghĩa là nó sẽ phục hồi da chúng ta khỏe hơn, sâu hơn và nhanh hơn, cũng như là chống lão hóa chuyên sâu cho chúng ta hơn. Tuy nhiên để mà đo đạt được cái hiệu quả con này trên da gọi là có đáng để cho chúng ta đầu tư hay không á, thì thật sự là mình còn phải cần thêm thời gian để trải nghiệm. Tuy nhiên đối với nhà anh Tê thì người ta hướng đến một cái routine skincare là tối giản hết mức có thể. Có nghĩa là các bạn chỉ cần sử dụng một cặp đôi phục hồi này đi với là một con serum trắng da thì mọi người có thể hoàn toàn có thể không sử dụng thêm bất kỳ một cái hoạt chất nào khác đi theo rất là cồng kềnh. Thì nếu như mọi người ai đang có nhu cầu là muốn tối giản routine thì mình hoàn toàn có thể đầu tư cho con cặp đôi, những cái con sản phẩm đến từ nhà anh Tê này nha. Hoặc là các bạn có thể mua những sản phẩm này tặng cho những người thân mà những người lớn tuổi. Ví dụ như mẹ mình chẳng hạn nè, thì những người lớn người ta cũng rất là quan tâm tới vấn đề lão hóa nhưng mà người ta lại không có nhiều thời gian hoặc là không có nhớ để sử dụng quá nhiều sản phẩm cồng kềnh như những người trẻ của chúng ta, thì hoàn toàn có thể chọn những cặp đôi này. Và một cái sản phẩm cuối cùng mà mình đập hộp trong tháng này đó chính là một con xịt dưỡng phục hồi đến từ nhà Universe Skin. Cái con xịt dưỡng phục hồi này thì nó có một cái điều đặc biệt hơn những cái con xịt dưỡng phục hồi khác cho mọi người. Thì mình đã giác ngộ được em này trong một cái dịp mà mình đi tham dự một cái workshop đến từ nhà Universe Skin. Thì chia sẻ thêm với mọi người thì Universe Skin là một cái hãng đến từ Pháp. Và người ta đang có một cái phương châm làm đẹp đó chính là một công thức, một làn da, một bác sĩ. Có nghĩa là đối với làn da đó thì các bạn đang có gặp vấn đề gì thì người ta có thể phối cho các bạn những cái hoạt chất chuyên sâu cho cái vấn đề da đó vào chung trong một cái
sản phẩm thôi. Và trong những cái sản phẩm của nhà Universe Skin thì mình lại thấy đây là một cái sản phẩm khá là hay ho và đặc biệt để mà mình phải mua về trải nghiệm. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với mọi người thì cái bao bì con này nó sẽ là bằng nhôm nha mọi người. Và nó được ép chân không để tạo ra được những cái tia phun sương nó rất là nhỏ và nó rất là đã luôn. Nói chung là khi mà xịt á, là mình vừa xịt nó là mình đã thấy một cái cảm giác rất là relax rồi. Bởi vì cái tia phun sương này nó ra rất là mịn và nó trải đều lên khắp cái mặt mình luôn. Kiểu như là mình xịt rất là nhẹ nhàng mà những cái tia rất là nhỏ và nó bám hẳn lên trên da của mình. Và nhà sản xuất người ta cũng khuyến cáo rằng là người ta đang sử dụng một cái công nghệ nano đối với những cái tia phun sương này. Thì những cái giọt này á, khi mà nó bám lên trên da thì nó sẽ len lỏi vào trong da của chúng ta bằng cái công nghệ đó, chứ nó không có rơi rớt đi, để đảm bảo rằng da của chúng ta nó hưởng hết toàn bộ những cái hoạt chất trong cái sản phẩm này. Thứ hai, về bản thành phần con này thì nó sẽ có hai cái thành phần chính. Đó chính là nó có một cái phức hợp nhiều loại peptide có khả năng làm dịu da, phục hồi da sâu và chống lão hóa chuyên sâu cho làn da. Và những cái loại peptide mà mình muốn nói đến đó chính là tripeptide 1, tripeptide 2, tetrapeptide 2 và hexapeptide 1. Thì những cái peptide này mọi người cũng biết là nó sẽ chuyên sâu để phục hồi sâu cho hàng rào bảo vệ da nè, củng cố lại hàng rào bảo vệ da cũng như là làm chống lão hóa chuyên sâu cho chúng ta, làm dịu da rất là tốt. Khi mà mọi người đặt để trên một cái da đen đỏ rát kích ứng khi mà sử dụng treatment, hoặc là các bạn sau khi mà trải qua những cái liệu trình xâm lấn sau lăng kim laser, da các bạn quá đỏ, thì các bạn xịt một cái lớp xịt của cái nhà Universe Skin này thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là da mình nó sẽ giảm đỏ, nó sẽ dịu hẳn đi luôn và nó qua cái cơn khó chịu đó rất là nhanh chóng. Ngoài ra thì trong sản phẩm này nó còn quan tâm đến hệ vi sinh cho làn da. Đó chính là nó bổ sung những cái con lợi khuẩn prebiotic và probiotic để làm cân bằng lại hệ vi sinh cho làn da. Và từ đó cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta nó sẽ được gia cố trở lại, nó sẽ khỏe hơn. Và từ đó thì da chúng ta cũng sẽ chống chọi được những cái ánh nắng môi trường, và từ đó nó cũng sẽ gọi là chống lão hóa hơn. Thì đây lại là một sản phẩm đón đầu cái xu hướng là cân bằng hệ vi sinh trên làn da, quan tâm đến hệ vi sinh trên làn da, một cái xu hướng mới trong làm đẹp hiện nay mà mọi người sẽ thấy rằng có quá nhiều hãng người ta đang quan tâm và người ta đưa những hoạt chất vào, đúng không nè. Và đối với con này là có một cái giá là 1,7 triệu cho size 150ml. Thì đối với mình mình thấy rằng người ta đưa đến cho mình một cái bản thành phần như thế này thì mình thấy nó rất là ok la. Tuy nhiên nha, nếu như mà mọi người muốn sử dụng hết được cái công năng của con này, cảm nhận như là mình bỏ ra số tiền như vậy thì mình phải đổi lại được cái gì xứng đáng, thì mọi người nên mua con này trong thời điểm mà mọi người đang gặp những vấn đề đỏ rát, bong tróc, kích ứng khi sử dụng treatment nặng đô, hoặc là sau lăng kim laser lỡ nhiễm kem trộn tác đạo được thuốc, thì mọi người sẽ thấy được hết công năng của con này, kiểu như là sử dụng hết toàn bộ được cái công năng của con này. Còn đối với một cái da khỏe, da bình thường mà mọi người sử dụng quá thì mọi người sẽ không thấy được cái gì hết. Và xịt nó thì kiểu theo kiểu là một cái suy nghĩ dài hơi là phục hồi sâu cho hàng rào bảo vệ da, làm khỏe da và kiểu chống lão hóa thôi. Kiểu như giống như da mình hiện tại bây giờ, mình sử dụng con này theo kiểu là trải nghiệm và relax thêm á. Với cái suy nghĩ như vậy thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà sử dụng cái sản phẩm có mức giá cao như vậy á mọi người. Như vậy là Thuyên đã chia sẻ hết tất cả những cái sản phẩm mới mà Thuyên đập hộp trong tháng này. Mình không biết là có bạn nào đã sở hữu một trong bốn sản phẩm này chưa. Nếu như mà các bạn có trải nghiệm tốt hay không tốt về những sản phẩm này thì nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Còn nếu như mà các bạn có thêm thắc mắc hay là đang có sự quan tâm thêm về những cái sản phẩm trong bốn cái mà mình đã chia sẻ thì vẫn có thể bình luận cho mình để chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau nè. Còn bây giờ thì các bạn nhớ cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube của Thuyên để không bỏ lỡ thêm những video hữu ích mà Thuyên sẽ ra trong thời gian sắp tới nha. Bây giờ thì chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.